Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi video của Ánh Sao Vàng. Chúc quý vị một ngày tràn ngập niềm vui. Quý khán giả thân mến, xe buýt ngày càng trở thành một phương tiện công cộng phổ biến. Người dân luôn được khuyến khích sử dụng xe buýt nhiều hơn vì độ an toàn và giảm thiểu ùn tắc giao thông. Ở thành phố Hồ Chí Minh có hơn 100 tuyến xe buýt khác nhau với hơn 2.000 điểm dừng. Vì vậy, việc di chuyển bằng xe buýt trong các đô thị này là hết sức thuận tiện. Nhận thấy tiềm năng lớn của ngành xe buýt và các vấn đề nan giải về ô nhiễm môi trường, mới đây, hãng xe VinFast đã chính thức cho lăn bánh những chiếc xe buýt điện thông minh đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy xe buýt điện có được những ưu điểm gì vượt trội so với xe buýt sử dụng động cơ đốt truyền thống? Câu trả lời sẽ có ngay trong video ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng dõi theo. VinBus chính thức lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Xe VinBus là một mẫu xe điện thông minh đầu tiên của Việt Nam do công ty VinFast sản xuất và VinBus vận hành. Ngày 8 tháng 3, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải sinh thái VinBus chính thức khai trương tuyến xe điện đầu tiên kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Xe sử dụng năng lượng sạch, không phát khí thải, không gây ô nhiễm tiếng ồn, di chuyển êm ái, mang lại cho hành khách sự thoải mái, khắc phục hiện tượng say xe hay khó chịu trong suốt hành trình. Không chỉ vậy, VinBus còn hội tụ nhiều công nghệ hiện đại, tính năng vượt trội và độ an toàn cao theo chiến lược phát triển các dòng xe ô tô điện thông minh của VinFast như hiện nay. Hệ thống tự động kiểm soát hành vi của người lái, cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn, chế độ tự động hạ thấp thân xe khi lên xuống, phù hợp với người già, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai. Wi-Fi miễn phí, thanh toán không tiền mặt, cổng sạc USB, màn hình giải trí và hệ thống camera an ninh và kiểm soát hành trình. Tuyến xe buýt điện đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh có số hiệu D4 chính thức đi vào vận hành từ ngày 9 tháng 3. Xe tiếp cận đến các địa bàn tập trung nhu cầu đi lại cao của người dân như các công ty, nhà máy ở khu công nghệ cao, khu đô thị mới, trung tâm hành chính thành phố Thủ Đức. Đây đều là những khu vực có nhiều tuyến đường thiết yếu, đông dân cư nhưng chưa có hoặc mật độ xe buýt phục vụ còn khá thấp. Lộ trình cụ thể của tuyến D4 gồm bến xe buýt Sài Gòn, Phạm Ngũ Lão, Justin, Trần Hưng Đạo, Hàm Nghi, Nguyễn Thái Bình, Ký Con, Võ Văn Kiệt, hầm vượt sông Sài Gòn, Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên, Bát Nàn, Trương Văn Bang, Phan Văn Đáng, Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, Võ Chí Công, Lê Văn Việt, Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Xiển, khu đô thị Vinhomes Grand Park. Tuyến D4 có tần suất hoạt động 20 phút mỗi một chuyến, dịch vụ xuyên suốt từ 5 giờ đến 21 giờ 15 hàng ngày. VinBus còn được áp dụng chính sách giá vé chung cho các tuyến xe buýt của thành phố, giá vé 3.000 đồng mỗi lượt đối với học sinh sinh viên và 7.000 đồng mỗi lượt đối với nhóm khách còn lại. Vé tập bán trước có giá 157.500 đồng trên tập 30 vé do Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng phát hành và bán tại bến xe buýt Sài Gòn. VinBus miễn phí vé cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em cao 1,3m trở xuống và các đối tượng chính sách khác theo quy định của thành phố. Đặc biệt, khi mua vé trực tiếp trên xe buýt điện VinBus, người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể lựa chọn sử dụng thẻ chip nội địa không tiếp xúc, đảm bảo an toàn trong mùa dịch như các thẻ ngân hàng TPBank, BIDV, Agribank, SHB, Ngân hàng Bản Việt, Cbank, Vietbank. Đây là giải pháp thanh toán được VinBus và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS phối hợp phát triển. Bên cạnh đó, hành khách cũng có thể sử dụng thẻ Unipass do Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng phối hợp với công ty Gion phát hành để thanh toán trên xe. Phát biểu tại buổi lễ khai trương, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, tuyến xe buýt điện đầu tiên với nhiều ứng dụng công nghệ tiên tiến, hệ thống vé điện tử văn minh hiện đại, dịch vụ chất lượng sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân. Việc đưa xe buýt điện vào hoạt động với mục tiêu giảm phát thải khí và nhà kính trong giao thông, đồng thời góp phần thay đổi thói quen của người dân trong việc lựa chọn sử dụng phương tiện giao thông xanh cũng là một mục tiêu quan trọng của thành phố. Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết, VinBus hoạt động phi lợi nhuận với mục tiêu góp phần tham gia xây dựng mạng lưới giao thông công cộng xanh, văn minh, hiện đại và thân thiện với môi trường. Tuyến xe buýt điện đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh đánh dấu sự phát triển nhanh chóng vượt trội của VinBus trong việc mở rộng, cung cấp dịch vụ tại các khu vực trên toàn quốc. Trước đó, VinBus đã triển khai 3 tuyến xe buýt điện E01,
E03 và E05 kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng Hà Nội và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân thủ đô. Những ưu điểm vượt trội của Vinbus. Với vẻ ngoài hiện đại, xe buýt Vinbus được thiết kế dựa trên hai tông màu đen và xanh lá cây, màu sắc đặc trưng cho những sản phẩm thân thiện với môi trường. Toàn bộ kính cửa sổ lớn được bao trùm hai bên hông của xe. Phía bên trên kính có gắn logo chữ Green, có nghĩa là xanh. Tất cả những đặc điểm này đều cho thấy định hướng đầu tư phát triển hệ sinh thái các phương tiện giao thông thông minh, sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng của VinFast. Điểm đặc biệt của chiếc xe điện Vinbus so với các dòng xe buýt khác chính là hệ thống đèn LED hiện đại ở phần đầu và cuối xe. Phần cuối xe là hệ thống sạc pin được kết hợp với trạm sạc 150 kW. Dung lượng pin khoảng 280 kW của một chiếc xe buýt điện Vinbus sẽ được sạc đầy chỉ trong vòng 2 tiếng và cho phép di chuyển 220 đến 260 km sau một lần sạc. Hiện tại, Vinbus triển khai chạy thử trong khu vực Vinhome Ocean Park, tiếp theo sẽ đến Royal City và Vinhome Smart City. Sau khi hoàn thành các thủ tục để kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng của Hà Nội, Vinbus dự kiến sẽ cho khai thác thêm nhiều tuyến phố ở các thành phố lớn. Ngoài các trạm sạc thông thường, Vinbus còn để các trạm depot để theo dõi, kiểm tra an toàn, bảo dưỡng, sửa chữa và vệ sinh tự động. Mỗi trạm được xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 1 hecta, phần mái trang bị các tấm pin năng lượng mặt trời, đảm bảo nguồn năng lượng cần thiết cho hoạt động của trạm. Xe Vinbus cũng được coi là lựa chọn thông minh và an toàn cho người dân. Sở dĩ, Vinbus được xem là xe điện thông minh bởi vì những tính năng tiên tiến, hiện đại, hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho cả người lái và hành khách. Xe buýt điện Vinbus có thể đáp ứng nhu cầu của mọi hành khách bởi tính tương thích cao. Xe có thể tự động nâng hoặc hạ thân xe để giúp người già, trẻ em hay người khuyết tật dễ dàng lên xuống. Thiết kế cửa lên xuống này hữu dụng với xe lăn và xe nuôi trẻ em. Có thể tự hạ và nâng gầm như các xe buýt hiện đại ở các nước châu Âu. Bên ngoài cửa sau còn có nút bấm để giúp tài xế nhận biết người khuyết tật chuẩn bị lên xe. Trên xe, xe lăn và xe nuôi cũng có khu vực đỗ được thiết kế riêng để đảm bảo an toàn. Trên xe, ngoài bảng điện tử hiển thị thông tin và lộ trình di chuyển, còn có lời nhắc tự động về điểm dừng sắp tới. Hành khách dù có mất tập trung cũng không bị đi quá điểm, nhất là những lúc xe đông. Ngoài ra, không gian rộng rãi thoải mái trong xe buýt điện Vinbus cũng giúp hành khách hạn chế tình trạng say xe. Vinbus chạy hoàn toàn bằng năng lượng điện nên không có mùi xăng dầu như một số phương tiện công cộng khác. Không chỉ vậy, Vinbus còn giải quyết được bài toán khó cho giao thông tại Việt Nam. Vì Việt Nam là một trong những nước bị chịu ảnh hưởng nặng về ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu, mà trong đó, khí thải từ các phương tiện giao thông cơ giới là một trong những nguyên nhân chính. Theo thống kê, Việt Nam đứng thứ 15 về ô nhiễm không khí trên thế giới. Dựa trên dữ liệu hiện tại trong mô hình GANS Việt Nam, ước tính vào năm 2015, nước ta chỉ có khoảng 1,5% tổng GDP và kiểm soát ô nhiễm không khí. Phần lớn là do phát thải từ phương tiện giao thông. Báo cáo của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam VAST về quản lý chất lượng không khí tại miền Bắc Việt Nam cho thấy, nồng độ PM2.5 trung bình hàng năm đo được từ 35 đến 60 mg mỗi mét khối, vượt quá tiêu chuẩn chất lượng không khí quốc gia là 25 mg mỗi mét khối và vượt quá giá trị hướng dẫn toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới 10 mg mỗi 1 mét khối. Thêm vào đó, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2018, có đến 60.000 người chết do ô nhiễm không khí tại Việt Nam. Để giải quyết bài toán giao thông, cải thiện chất lượng không khí, đảm bảo môi trường sống trong lành cho thế hệ hôm nay và tương lai, một trong những giải pháp bền vững là phát triển phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch. Khi xe buýt điện Vinbus được sử dụng rộng rãi, vấn đề khí phát thải và ô nhiễm không khí sẽ được cải thiện. Đồng thời, xe buýt điện có thể giải quyết được những vấn đề khác như tiết kiệm nhiên liệu, chi phí. Những lợi ích mà Vinbus mang lại cho Việt Nam là vô cùng vượt trội và đáng kinh ngạc. Việc Vinbus đi vào hoạt động sẽ giúp giảm thiểu tối đa vấn nạn về ô nhiễm môi trường mà cả thế giới đang phải đối mặt, đồng thời giải quyết được phần nào vấn đề tắc đường tại các đô thị lớn. Với những lợi ích trên, Vinbus hứa hẹn trở thành phương tiện giao thông của tương lai. Mong rằng mô hình này sẽ sớm đi vào vận hành một cách rộng rãi.
Quý vị đã có cơ hội trải nghiệm xe buýt điện của VinFast chưa? Hãy chia sẻ cảm nhận và góp ý của bạn xuống bên dưới phần bình luận. Và video đến đây là kết thúc. Nếu quý khán giả thấy hay và ý nghĩa, nhớ tặng AD một like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.